Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Rồi bây giờ bọn mình chuẩn bị nhập cuộc đây. Thì còn ấm nóng. Xin mời cả nhà. Bữa tiệc giao thừa cuối năm hả? Chốt đơn. Mình bốc thăm trúng thưởng ha. Dạ sợ mấy đứa nhỏ ngủ. Dạ cho mấy đứa nhỏ nó tham gia cho vui. Nhỏ này khỏe này. Nhỏ này được huấn luyện giỏi này. Mà tình bơ. Vô một cái lấy khí thế này. Rồi cùng ít cho chiên trái chứ hả? Dạ no. Rồi cheese cả nhà nhá. Rồi cho anh nói đôi lời. Hôm nay là ngày cuối năm của năm 2022 thì vợ chồng em qua anh kế Adventure có tổ chức một cái chuyến đi cắm trại cuối năm để cùng mọi người đón giao thừa. Thì rất vui là có rất nhiều anh chị em đăng ký tham gia ủng hộ. Thì em trước tiên em cảm ơn mọi người đã tham gia cái chuyến đi này cùng với em. Thì bên cạnh đó em có tổ chức một cái raffle nhỏ để cho mọi người có một cái gì đó để cùng chơi, cùng tham gia cho nó vui vẻ. Thì bây giờ em xin phép rút thăm để xem ai là người may mắn. Và chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an lành, sức khỏe dồi dào và mọi điều may mắn. Bây giờ mình bắt đầu với cái giải thứ ba nhá. Bên chào mừng cái mũ bên đây. Đó. Rồi đổ ra đây xong mình trốn ha. Ok ha. Rồi bây giờ sóc này, gặp lại sóc này. Rồi đi vô sát đây. Rồi nha. Giải thứ ba là cái phần thưởng là một cái áo t-shirt. Thì bây giờ em xin phép bóc cái đầu tiên nha. Ai là người may mắn đây? Mọi người chuẩn bị vé sẵn sàng nhé. Rồi. Số gì đây? Số gì đây? Số 0 có một số 0. Ai có số 0? Ai có số 0? Số 6. Six. Number six. Wow. Xin chúc mừng chị. Rồi em sẽ vợ chồng em gửi tặng chị một cái áo. Rồi em chúc mừng chị. Cho mình xin một tấm hình luôn. Cho em xin một tấm hình. Yeah. Bên em một tấm năm đầu nha chị. Yeah. Số 6 là thấy lock đấy ha. Đây nhìn chú này. Ok. Rồi. Chúc mừng chị. Rồi tiếp theo, giải 2. Phần thưởng của giải 2 á là bao gồm một cái mũ và một cái bộ bơm nước có đi kèm với battery. Cho những anh chị đi cắm trại thì sử dụng cái này rất là tiện, có thể gắm cái bơm nước này vào cái cherry can á là có thể xài được liền luôn đó. Rồi bây giờ em xin phép bốc thăm cái giải thứ hai. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Số gì đây? Số gì đây? Số 0 có một số 0. Ai cầm số 0 này? Zero. Number 9. Wow. What?
Excuse me, believe it or not, they just talk about the water pump before. Let me check this ticket, yeah? Doesn't look genuine. phải xem mà không bị cướp. Wow, anh chị này lúc chiều là vừa mới đi xem cái setup của em. Được bổ túc văn hóa. Vừa xem về cái setup, về cái shower, về cái bình nước. Thì mới nói với anh chị về cái việc mà xài cái bơm nước nó như thế nào. Thì bây giờ là trong cái bơm nước đúng là linh mạnh. Mọi người đừng cướp của em nha. Rồi em xin chúc mừng vợ chồng anh chị. Đây là cái bộ bơm nước này. Anh muốn cái nón này hay là cái bucket hat? Thôi để mình lấy cái này đi. Ok. Thì, lúc nào mà đói quá mình ra quảng trường mình xòe ra mình xin dễ hơn. Đảm bảo có người cho. Rồi, cho mình xin bức hình. Rồi anh chị qua đây luôn. Đây. Này cho cái giải thưởng này này. Đấy. Đây cho ở giữa tổ chức vào giữa đi. Đây. 1 2 3. Cái nữa nha. 1 2 3. Rồi mọi người. Xin một tràng pháo tay. Chúc mừng giải thứ hai. Rồi. Bây giờ là cái giải cuối cùng này. Dạ, quyết định này. Rồi nhắm mắt bốc thăm. Nhìn thêm giải này là chết đấy nha. Rồi giải cuối cùng, người may mắn này. Người may mắn nha. Ê, hai số lần bọc lại. Này lấy hai cái lần. Rồi, ai là người may mắn đây? Run quá, giải cuối run quá mọi người ạ. Cho em xin một trang vào tay được không ạ? Số 2 còn một số 2. Số 2 còn một số 2 nhá. Số 26. Ai là người cầm số 26 đấy ạ? 26. Electric blanket and the hat. Trời sao dậu dư kỳ vậy em trai. 24, 25. Đừng run nha. Ra là có 25 thôi, được 26. Giờ mở ra mà số 2 con số 6 mất lần không được lấy nha. Nói chung với tỷ số chắc là này trúng số. Bao có 4 đi. 26. Yeah, tao đây phải tự sướng. Xin chúc mừng em. Không hoàn công à. Lột mù. Đây. Dạ. Không, công nhận cái đầu hết á. Đây, quà của em đây. Em có anh. Rồi thêm cái mũ, em muốn mũ nào này? Em có cái này rồi, em lấy cái này. Ok, hợp lý. Rồi. Đi vào luôn. Đấy, hơi vô tình, đấy là giải 3 thì tóc dài nhất. Giải gì thì tóc hơi dài sáng. Đúng rồi. Không có tóc luôn. Rồi. 1, 2, 3, Happy New Year. Rồi, xin chúc mừng em. Rồi, kết thúc chương trình số may mắn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng em và với em chuyến đi này. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em đã support local. Đúng rồi. Rồi, em có hai cái nón rồi. Bây giờ em muốn tặng lại cho gia đình anh Hải, cho mấy bé. Là hai cái nón, hai bé chọn là snapback hay là cái bắt nha. Con lên. Cái nào? Cái nào?
chơi chụp hình đi vô. Đi vô chụp hình. Đứng vô chụp hình, đứng vô chụp hình. Đứng vô giữa, đứng vô giữa. Đứng vô giữa. Đứng cạnh cơ đâu. Đây. Rồi. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Trên cát dài hoàn vắng, giọt thương cho cuộc tình tan. Nhìn sóng hô biên vang, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chăng? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mộng manh, với những ước mơ cho đến bên ta vẫn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là như chiếc lá bay hững hờ, tình người ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Chính chính để ý cơ hoa ý chính ta tổng hòa tờ xí sân sân để ý toán chí 叫我思念到如今你问我爱你有多深我爱你有几分你去想一想你去看一看月亮代表我的心 Làm sao quên được phút giây em đêm chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao anh ngồi lặng lẽ để lòng anh tái mê, hãy trả lời anh nghĩ gì mà đợi đời nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em đã biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đó giã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Em yêu vì ngày đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chọn trao ai rồi. Tình yêu do khi em cho đã mong ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên có nói chi đây. Lòng có xa chiều nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Mình từng
giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mơ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi ra lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuông vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ ngày người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giờ, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm.